Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình mới về được xe đồ chơi này các bạn. Đố các bạn biết xe này là xe gì nha. Wow. Xem thử một chiếc xe này trước. Đây, đối đầu xem thử. Bạn xem thử xe này là xe gì. Rồi, nói cho bạn biết luôn, xe này là một chiếc xe cần cẩu này các bạn. Xe cần cẩu nha, xem thử xe này hoạt động như thế nào nha. Đây. Wow, nó có một cái cần cẩu kéo này các bạn. Đây, mình sẽ có nút nhấn để bơm hơi lên này các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Quá dữ luôn đúng không? Đó, rồi tự hạ. Ok, khá tốt. Một. Rồi, xem thử đèn đồ hoạt động tốt không nha các bạn. Đây. Rồi, wow, đèn hoạt động khá tốt luôn nè các bạn. Rồi, xem thử xe chạy như thế nào nha. Wow, nó hiện tại nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bánh nha các bạn. Wow, bánh đà khá tốt luôn nè các bạn. Nè, đây, có bánh đà nè. Wow, quá dữ chưa? Xe này ga khá mạnh luôn đó, xịn sò đó bạn. Rồi, có bô nè, có chỗ bó pin nè các bạn ơi. Rồi, có chỗ bó pin luôn nha. Rồi đây là cái hạ khẩn cấp này, thôi mình sẽ hạ cái khẩn cấp này cho bạn xem. Đây mình sẽ bây giờ mình sẽ bơm lên nha. Rồi mình nút ra là nút hạ khẩn cấp này các bạn, 1 2 3. Wow, khá nhanh luôn. Nếu mà mình sẽ làm từ từ cho bạn xem. Bơm lên không hạ từ từ. 1 2. Đó, bạn thấy chưa? Wow, ok, dữ. Rồi, đó là một chiếc xe. Mình sẽ đẩy xe nó. Rồi, rồi các bạn xem lấy xe này xe gì nha các bạn. Wow. Đố các bạn biết xe này là xe gì nha. Wow, xe này là cũng có 6 bánh luôn nè các bạn. 2, 4, 6 bánh luôn. Ok, rồi, thêm thử. Wow. Xe này có gì trong này ta? Phá dữ luôn nha. Đấy, mình sẽ chơi trò chơi, một cái trò chơi trong này nha. Đó, đây nữa. Wow, có càng sách luôn này các bạn. Nhưng mà đặc biệt xe này có chứa 1, 2, 3, 4, 5, 6 xe trong này nha các bạn. Khá dữ luôn. Thôi, mình sẽ tháo ra xem sao nha. Wow, quá đã luôn. Toàn bộ xe mới luôn nha các bạn. Mình sẽ lấy đây mình kê ra xem cho các bạn xem. Đó, mình xem thử xe này là xe gì. Các bạn, xe này là một chiếc xe cứu thương nè các bạn. Mình sẽ lấy ra luôn. Wow, một chiếc xe cứu thương nha các bạn. Một chiếc xe cứu thương. Wow, trong này có ghế ngồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, quá thực tế luôn nè. Các bạn có ghế ngồi trong này nữa nha. Wow, quá dữ. Mình sẽ test thử xe này chạy ra sao nha. Wow, quá ok luôn. Rồi, tiếp tục. Xe này, rồi mình sẽ lái một chiếc xe này. Wow, xe này cũng xe bolid nó các bạn. Nguyên một đội hình xe đây là xe cứu hộ nha bạn. 1 2 3 4 5 6 chiếc xe cứu hộ. Quá dữ luôn. Xe này là xe chữa chữa người trong này nha các bạn, chữa công nhân trong này này, đã làm kín hết toàn bộ. Không gian kín hết, chỉ có những lỗ trống bên này thôi nha các bạn. Đó, trống đây, đây. Xe này để chữa chiến binh làm nhiệm vụ, gọi là chiến binh làm nhiệm vụ đi. Rồi, rồi test tốc độ xem sao. 1 2 3. Wow, quá ok luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ dòng xe này đấy. Wow, một chiếc xe bolid luôn nè bạn. Xe này thang để dùng cho công nhân lên cứu hộ tầng trên cao nha các bạn. Quá dữ luôn. Wow, quá thời điểm luôn. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ test xe chạy thêm sao. 1 2 3. Wow, quá tuyệt vời. Tiếp tục. Tiếp tục đây mình sẽ có một chiếc xe, vẫn là một chiếc đoàn xe cứu hộ nha bạn. Đây là một chiếc xe chữa cháy này các bạn. Đó. Đây có dây để chữa cháy này các bạn. Wow, quá tuyệt vời. Bồn đây là bồn chứa nước nha các bạn. Rồi, mình sẽ test thêm sao. Rồi. Wow, ok luôn, mình được 4 chiếc rồi các bạn.
Thôi tiếp tục. Đây là một chiếc xe thứ năm này các bạn. Wow, đồ hình. Trong đây là xe chở đồ vật tư để bảo hộ nha các bạn. Wow, quá dữ luôn. Nằm kín trong đây luôn nè các bạn. Thôi. Wow, xe này xe đi địa hình này các bạn. Bánh nè, các bạn thấy bánh nè. Bánh bự luôn nha. Bánh bự hơn những chiếc xe khác nha. Rồi, ok. Hai ba. Wow, quá dữ luôn. 1 2 3 4 5 chiếc. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ xích tay chiếc xí xéo nè các bạn. Đó. Đây là một chiếc xí xéo. Xe này là có súng vũ phèm dùng cho những ai chống trả lại nè các bạn. Chống trả lại nha. Dùng cho địch chống trả lại, mình sẽ dùng xe này để bắn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ chạy thêm sao. Wow, quá đã luôn. Rồi, mình sẽ đem cái nơi này lại, đem cái hộp này lại. Rồi, mình sẽ nói vấn đề tiếp theo. Xe này còn có thể chơi một trò chơi nữa nè các bạn. Mình sẽ bây giờ mình sẽ thu gom lại xéo xe nha. Thu gom lại xéo xe 1 2 3 4 5 6 đấy. Xéo xe chơi. Rồi, đây là một xe chiếc xe đầu tiên nha các bạn. Xe đầu tiên. Đó, mình sẽ để vào đây. Mình sẽ em chỉ cho bạn cách chơi đây. Rồi, một chiếc xe đầu tiên. Rồi. Nào, bây giờ mình sẽ dùng cái cần này các bạn. Đây. Mình sẽ có cần gạt ra nha bạn. Mình sẽ gạt lên cho xe nó ra này. Bắt đầu xe đầu tiên luôn. Wow, quá dữ thấy chưa? Quá tuyệt vời phải không? Rồi, tiếp tục xe thứ hai nha. Rồi, đéo lại. Rồi, bắt đầu nắng. 1, 2, 3. Wow. Xe này khó ra. Do nó bị kẹt cái này này các bạn. Do nó bị kẹt cái này. Nên cái này khó ra này các bạn. Rồi, tiếp theo. Một chiếc xe cứu thương nha các bạn. Vô. Rồi, bắt đầu nắng. 1, 2, 3. Wow. Rồi, mình đã được 3 chiếc rồi các bạn. Rồi, mình sẽ cho xe thang này vào. Đó, rồi được 3 chiếc rồi. Xe này xe thứ tư nha các bạn. Rồi, xe thứ tư lên đường xuất phát. Đi cứu hộ thôi. Wow, quá tuyệt vời luôn. Wow, xe này khá hầm hố luôn nè các bạn. Rồi, đây là một chiếc xe thứ năm nè. Xe nâng lên. 1 2 3. Rồi, 5 chiếc rồi. Wow, chiếc xe cuối cùng. Rồi, xe cuối cùng nha các bạn. Rồi, nâng lên thôi. Wow, tuyệt vời. Mình đã đủ xéo xe cứu hộ rồi nha các bạn. Đây. 1 2 3 4 5 xéo xe. Quá tuyệt vời. Thôi, bạn nhắn đăng ký kênh để xem mình ra clip khác tiếp nha. Ok, chào tạm biệt các bạn.